trong chương trình của ttv hôm nay anh chi kính mời quý vị theo dõi bài chính luận của tác giả trần trung đạo tương lai của lăng tẩm và mồ mã các lãnh đạo cộng sản như người viết phân tích trong bài tác dụng của tầm nhìn chính trị nhìn xa là một đặc điểm cần thiết của những người lãnh đạo đất nước các lãnh đạo cộng sản cũng biết nhìn xa nhưng không phải nhìn xa cho đất nước mà nhìn xa cho phần hậu sự của chính bản thân họ võ nguyên giáp nghĩ tới hậu sự khi chọn một nơi hoang sơ hẩm hiu phải vượt suối băng đèo mới tới được đó là vũng chùa thôn thọ sơn xã quảng đông huyện quảng trạch tỉnh quảng bình để làm nơi chôn xác mình được biết vũng chùa kín đáo đến nỗi gió cũng không thể lọt vào được nên mới được gọi là vũng Trường hợp của Võ Nguyên Giáp khá rõ. Ngay cả khi còn sống, Võ Nguyên Giáp biết mình đã chết từ nhiều năm trước. Ngày chết ghi trong giấy tờ của Võ Nguyên Giáp là ngày 18 tháng 4 năm 1984 chứ không phải là ngày 4 tháng 10 năm 2013. Giấy khai tử của Võ Nguyên Giáp do Thủ tướng Cộng sản Phạm Văn Đồng ký trong quyết định 58. Theo nội dung quyết định, Võ Nguyên Giáp không phải là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã lọt vào tay Văn Tiến Dũng cũng không phải là Bí thư Quân ủy Trung ương đã lọt vào tay Lê Dũng mà là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Dân số và Sinh đẻ có kế hoạch một chức vụ dân sự không liên quan trực tiếp hay gián tiếp gì với quân đội hay hiểu biết của võ nguyên giáp lê duẩn và lê đức thọ thay vì đặt để họ võ vào những chức vụ dễ nghe không phải cúi gầm mặt xuống khi được xứng danh thì đã cố tình hạ nhục ông ta bằng việc giao cho ông ta lo bộ phận sinh đẻ việc sinh đẻ là quan trọng nhưng đó là công việc của các nhà nhân loại học dân số học xã hội học chứ không phải của võ nguyên giáp với toàn bộ quá trình hoạt động không có một chữ nào bà con xa gần với việc sinh đẻ cả bộ máy tẩy não của cộng sản nặng ra những con vẹt có cảm xúc rất giống người qua những cảnh quỳ khóc khi xe tăng võ nguyên giáp đi qua hay ôm cột nhà khóc khi nghe tin võ nguyên giáp qua đời những người đó không biết rằng nếu võ nguyên giáp chết trong thời kỳ lê duẩn làm tổng bí thư thì ngay cả những người làm nghề khóc mướn cũng không dám nhận khóc hai năm trước chủ tịch nhà nước cộng sản trần đại quang nhìn xa khi chọn một nơi an táng riêng thay vì nghĩa trang mai dịch nơi chôn các lãnh đạo cộng sản Việt Nam như Trường Chinh, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Lê Khả Phiêu vân vân. Mới đây, Phùng Quang Thanh cũng biết nhìn xa cho bản thân mình khi chọn nơi chôn cất tại nghĩa trang dòng họ Phùng. Khi còn sống, họ đoàn kết nhau để giữ chiếc ghế quyền lực, nhưng khi sắp chết, họ muốn tránh nhau càng xa càng tốt. Trần Đại Quang và Phùng Quang Thanh muốn một mình một cõi nguyên nga như lãnh chúa, nhưng cả hai quên rằng dù chôn trong vũng như võ nguyên giáp hay chôn trong đất riêng thì tội ác vẫn là tội ác lăng mộ hoàng cao khải là một công trình đồ sộ với kiến trúc tân kỳ của thời đó và vẫn còn được duy trì nhưng hoang phế vì không ai muốn đến nhìn dấu tích của một kẻ phản quốc trong khi đó khu lăng mộ phan đình phùng tại hà tĩnh đông đảo người thăm viếng dù chỉ là một khu tưởng niệm hơn là một ngôi mộ Thân xác của ông bị Nguyễn Thân ra lệnh đốt thành tro, nhưng ngày nào dân tộc Việt Nam còn có mặt trên trái đất này, trong tim của từng người Việt vẫn có một ngôi mộ mang tên Phan Đình Phùng. Những sự kiện lăng mộ các lãnh đạo Cộng sản bị dời đi, lăng thì bị sang bằng hay xác bị đào lên lấy sọ không phải là chuyện thời phong kiến hay quân chủ chuyên chế mà vừa xảy ra cách đây không lâu tại nhiều nước Cộng sản trên thế giới. Chuyện dời xác của Stalin có lẽ chúng ta đã được nghe nói đến nhiều, nhưng chuyện giật sập lăng Georgi Dimitrov, tổng bí thư Cộng sản Bungary, hay chuyện đào mã lấy xương sọ của Janos Kada, tổng bí thư Cộng sản Hungary, thì chắc có lẽ ít người biết đến. Câu chuyện giật sập lăng Georgi Dimitrov Dimitrov là lãnh tụ đảng Cộng sản Bungary và là nhà hoạt động Cộng sản châu Âu nổi tiếng. Ông ta là cộng sự viên đắc lực của Stalin sau khi bị trục xuất từ Đức sang Liên Xô năm 1934. Trong thời điểm này, Stalin cử Dimitrov vào chức vụ tổng bí thư của Đệ tam quốc tế Cộng sản. Dimitrov chết bất ngờ tại Liên Xô ngày 2 tháng 7 năm 1949. Thi hài được đưa từ Liên Xô về Bulgaria để ướp và trưng bày trong lăng Georgi Dimitrov ở Prince Alexander of Petersburg Square, giống như Đình của Việt Nam, tại thủ đô Sofia. Tháng 8 năm 1999, khi Bulgaria trở thành một nước theo chế độ Cộng hòa, thi hài của dimitrov bị đưa ra khỏi lăng và hỏa thiêu tro của dimitrov thay vì được đem rắc đâu đó thì lại được đem về chôn ở nghĩa trang sofia việc đưa xác của dimitrov ra khỏi lăng để đi thiêu phải thực hiện một cách kín đáo lúc nửa đêm để tránh dân chúng từng là nạn nhân của chế độ cộng sản đến đòi nợ máu xương chôn cất dimitrov là một quyết định không quá khó nhưng sang bằng lăng dimitrov là một công việc nặng nề các chuyên viên cho nổ ba loạt mìn có sức công phá mạnh nhưng vẫn không giật sập hết cái lăng. Lần thứ tư, họ vừa dùng mìn, vừa dùng xe hút lớn mới có thể giật sập được cái lăng màu trắng của cựu tổng bí thư đệ tam quốc tế cộng sản. Chuyện đào mã Janos Kada Janos Kada, nguyên tổng bí thư đảng cộng sản Hungary và là một kẻ phản quốc theo Liên Xô để tàn sát đồng bào mình sau cuộc nổi dậy Hungary năm 1956. Sau năm 1960, Janos Kada thay đổi đường lối cai trị bằng các chính sách ôn hòa hơn, nhưng tội ác do y gây ra không vì thế mà được quên đi. Janos Kada chết ngày 6 tháng 7 năm 1989, 3 tháng trước khi chế độ Cộng sản tại Hungary sụp đổ. Ngày 2 tháng 5 năm 2007, mộ của Kada đã bị đào lên. Nhiều xương cốt, kể cả xương sọ của ông ta bị lấy đi và một dòng chữ trích từ một bản nhạc rock như một bản án được để lại bên cạnh mộ. Những kẻ sát nhân và phản bội không được yên nghỉ trong vùng đất thánh. 1956-2006 Tờ báo The Guardian tường thuật trong số báo ra ngày 3 tháng 5 năm 2007 rằng Hôm qua, cảnh sát Budapest cho biết sọ và một số bộ xương khác của lãnh đạo Cộng sản Hungary Janos Kada và chiếc bình đựng tro cốt của vợ ông ta đã bị đánh cắp khỏi mộ của ông. Người viết không có ý nguyền rủa hay trù ẻo gì ai và cũng không tiên đoán những gì sẽ xảy ra cho lăng tẩm hay phần mộ của các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Những sự kiện vừa nêu vẫn còn mang tính thời sự chứ không cần ai tiên đoán. Ngày nào trái đất còn xoay, sự thật sẽ còn cơ hội được soi sáng và lịch sử sẽ phán xét một cách công bằng. Trong mỗi khoảnh khắc đi qua trong cuộc đời, chính chúng ta chứ không ai khác gieo một nhân cho tương lai của mình. Tương lai có thể là ngay trong phút tới, giờ tới, ngày mai, sang năm hay nhiều năm nữa. Nhưng nếu gieo nhân ác, sẽ phải gặt quả ác dưới hình thức này hay hình thức khác. Tuy nhiên, một điều mà ai cũng nên biết là không bao giờ quá trễ cho một người để thay đổi tương lai của mình. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi bài chính luận của tác giả Trần Trung Đạo. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau.